Phản ngữ lớn Hoàng Anh Tiến xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2023. Em Thúy lại đang có mặt tại khu vực sản xuất cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến nằm ngay chân cầu sông Tào, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Và ngày hôm nay thì bên em đang có dựng một tấm chiếu cẩm hồng. Thì em Thúy lại lên video gửi đến toàn thể các bác để các bác cùng tham khảo và chiêm ngưỡng các bác ạ. Tấm cẩm hồng này thì có kích thước như sau: chiều dài là 6m40, chiều rộng ngọn là 1m95 và chiều rộng gốc là 2m14 các bác ạ. Một tấm chiếu cẩm hồng này dài thẳng băng luôn, vân chun thì kín mặt các bác. Mặt thì hàng xỉ cật, không một tí lỗi vết nào các bác ạ. Tấm chiếu cẩm hồng này dài 6m40, vừa dài vừa rộng. Hiện tại mà tìm được những cái tấm chiếu cẩm hồng mà mặt trên mặt dưới dài rộng như thế này thì rất là hiếm luôn các bác ạ. Các bác mà có không gian rộng thì các bác có thể tham khảo tấm chiếu cẩm hồng này các bác ạ. Tấm chiếu cẩm hồng này mặt trên không một tí lỗi tí vết, dài lên đến 6m40, vân chun thì kín mặt. Tấm này thì phải gọi là lung linh thôi rồi các bác ạ. Tấm này thì bên em chỉ vừa mới lên lót kỹ, còn chưa lên M50, mà lên M50 nữa thì rất là lung linh các bác ạ. Đây là mặt trước không một tí lỗi vết nào các bác. Đầu gỗ thì chuẩn một tấm cẩm hồng nám rất là xa tâm luôn. Đây là mặt sau các bác ạ. Mặt sau thì có kích thước như sau: chiều rộng ngọn là 1m95 và chiều rộng gốc là 2m10 các bác. Có độ dày là 20cm các bác nhá. Mặt sau thì không một tí lỗi vết nào. Mặt trước đã đẹp, mặt sau cũng lung linh không kém các bác ạ. Tấm chiếu cẩm hồng này hai mặt đẹp như nhau, rất là lung linh. Vào cái thời điểm hiện tại mà để các bác vừa tìm được một cái tấm chiếu hàng xỉ cật nằm rất là xa tâm mà hai mặt đẹp gần như là như nhau thì rất là hiếm luôn các bác ạ. Và hiện tại thì tấm chiếu cẩm hồng này bên em đang có mặt tại khu vực sản xuất cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến nằm ngay chân cầu sông Tào, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Các bác ở xa thì có thể liên hệ theo các số hotline 0931392777 hoặc 0977999000. Phản ngựa lớn Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn ạ.